Ủa sao Hiền, em đi sao về sớm vậy? Em buồn quá. Em sao mới làm cái hợp đồng này qua bên công ty mà người ta không chịu nhận gì hết. Chịu nhận em vào làm công ty. Nhưng mà hợp đồng anh ấy đầy đủ hết rồi mà ta. Em nói chuyện với người ta làm sao? Em cũng không biết, tại vì thấy chắc có lẽ là em nói chuyện thiếu tự tin quá rồi, chắc không thuyết phục được người ta hay sao ấy. Anh thấy cái đó là mặt, cái mặt bằng chung của công ty mình là thường hay vậy lắm. Nhưng mà không sao đâu. Hôm nay là anh có nhờ một chuyên gia đến để tư vấn cho mình, với lại là giải thích cho mình mấy cái yếu điểm của tụi mình. Thì vừa là yếu điểm của công ty, tức là điểm yếu của những cái cá nhân cho mình nữa. Thì thôi, hay bây giờ sẵn đây có em luôn, mình qua mình gặp chuyên gia đi, để chuyên gia giải thích coi. Ok. Các bạn thân mến, theo các bạn, từ nào là từ đúng? Yếu điểm hay điểm yếu? Trước hết, yếu điểm là danh từ gốc Hán. Yếu có nghĩa là quan trọng. Điểm là chỗ hay vị trí. Như vậy, yếu điểm là chỗ quan trọng. Cũng như yếu nhân là người quan trọng. Thí dụ, quảng cáo là yếu điểm trong việc mở rộng thị phần của các công ty. Em thấy chuyên gia này giải thích đúng không? Ừ, đúng rồi. Anh thấy là giải thích có vẻ cặn kẽ về cái từ yếu điểm. Nhưng mà vậy còn một phần nữa là cũng quan trọng lắm. Là cái điểm yếu ở trong công ty của mình. Là trong từng cá nhân của công ty của mình. Thì để coi coi cái chuyên gia này giải thích cái từ điểm yếu của mình sao nha. Ok. Thứ đến. Điểm yếu. Điểm yếu là từ thuần Việt. Điểm là chỗ hay vị trí. Yếu là yếu kém. Như vậy, điểm yếu là chỗ yếu kém. Thí dụ, nhà tuyển dụng thường hay hỏi ứng viên, điểm yếu lớn nhất của bạn là gì? Vì thế, yếu điểm và điểm yếu là hai từ có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nên phân biệt để dùng cho đúng. Trong thực tế, người ta thường dùng từ nhược điểm thay cho điểm yếu. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ chấp bút hay chắp bút. Mến chào tạm biệt các bạn. Chờ, em thấy chưa? Mai là có chuyên gia là mình biết được nè. Thứ nhất là cái yếu điểm của công ty mình nè. Thứ hai là cái điểm yếu về mặt nhân sự của công ty mình. Thì để từ đó là mình cố gắng mình phát huy lên. Mà mình cũng đừng buồn nữa. Thì có gì đâu. Không có hợp đồng này thì mình có hợp đồng khác. Rồi ok. Rồi cái gì tiếp tục ha. Thôi vậy để em cầm cái hợp đồng này về em chỉnh sửa lại có gì làm sao. Ok, rồi. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ.